Chiều nay, Ban chỉ đạo thành phố về tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính tổ chức tổng kết tổng điều tra kinh tế năm 2021. Tới dự có đồng chí Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo tổng điều tra thành phố. Cùng dự có đại diện các sở ngành địa phương, đơn vị. Cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 là một cuộc điều tra phức tạp và có sự thay đổi mạnh mẽ, khác biệt nhất so với các kỳ tổng điều tra trước. Với phương pháp thu thập được đổi mới theo hướng ứng dụng triệt để công nghệ thông tin và sử dụng web điều hành. Thành phố Hải Phòng có hơn 19.100 doanh nghiệp, hơn 300 hợp tác xã, 988 đơn vị sự nghiệp và 89 đơn vị hiệp hội, cùng hàng chục nghìn cơ sở cá thể tôn giáo thuộc đối tượng điều tra. Ban chỉ đạo Trung ương đã nghiệm thu và đánh giá kết quả tổng điều tra của thành phố Hải Phòng đạt loại giỏi. Ghi nhận những thành tích đã đạt được trong cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021, nhiều tập thể và cá nhân được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Anh Quân ghi nhận nỗ lực của Cục Thống kê thành phố, các cấp, ngành, đơn vị. Đây là cuộc tổng điều tra lớn nhất từ trước đến nay, đã phản ánh được bức tranh kinh tế thành phố, góp phần vào công tác hoạch định chính sách, thu hút đầu tư. Đồng chí đề nghị các ngành, địa phương tiếp tục quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin trong điều tra, thu thập thông tin. Cục Thống kê hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt công tác thống kê, thực hiện luật thống kê, bảo đảm sự thống nhất, chính xác cao. Quan tâm đầu tư trang thiết bị, con người để phục vụ tốt hơn công tác chuyên môn. Các ngành địa phương quan tâm đến chế độ chính sách đối với người làm công tác thống kê các cấp.